Nơi khnông thangai a tết ti mà phây pram buôn khai vệ chí kà ni chnam tiền pram pí pra kót chìa rốt tu đạ lôi mần bán nụ lòi. Ngờ hên làng lò rìa xây làng cục cóp tại mặt đòn liếp lùi cho mần đạch tam hào ra xa chân xá đại lập bấy chốt bòm phót bàn tu tiên mùn ní bọn tịch thà. Lúc nè đại cả chnam vốc thọ còl chlờ chút rô kà nâng mặt sành. Lấy liệp thống cử pram pi rồi chật sấp pram pi nơi khá nông thang ngay à tịch ti mà phây pram buôn khai vết chí kà ni. Lúc nè miên liệp thông chuốc mà hà sầm nàng miên prạ hồ chó chùm tư lôi chô mọc bụtuôn bụtuôn prạ thân nạ với cơ bàn sầm rách đôi bòm nòn. Xôm ở lúc nè buồn xuống tam lê sầm nàng nôm hình bày rồi chật sấp pram buôn ấy lời ni. Ở vậy khai chìa là ồ hình hình liếp tôi thông cho mốc chùm chật miên sầm nàng miên lùi miếp bịch kèo con trọp sầm bạch thàn nát bòn xạ sổ phẹ mèn cớ xoài xoáp chì vật lộn nẹ khăn ông sẽ rầy xua sẽ đây mà há bỏ xà. Năm vô rìa xây làng bố trọt đẹp bố nôm liếp sầm nàng cư bò khờ hòm nơi khăn ông thay ngay à tết ti màu phây bàm buồn ni. Lúc nè miền liếp miền chày miền lùi chồ mốc hồ hì hai bà chọn thuê ca đã tuần rọc xí rứ cho cha rương sầm khăn ở vầy muối cứ chia ở ca lọ bòm phọt tờ tu ban phai ca tọp một quýnh ật kiện nà nìa. Rì ai sầm bó nập hiệp sà nài hà cú xoa mây phẻ rìa miền tài phiệp sà sài nâng bà em là hai mà rọc nếp rọc bầy nà. Chà năm thọ bó nôm liếp sầm nán cứ bò tực rồi nơi khăn ông rung vông thang ngày à tết ti mô phây bàm buồn khai vô chí kà nì. Lúc nè miền liếp miền chay miền lôi chô mốc hồ hì bà lúc nè trong thơ ca đã tuần được xí rư cho cha rương sầm khăn ở vầy mùi cứ chia ao ca lọ bòm phọt nâng tòa tu ban phai bà ca tọp một vĩnh ạch kiện nà nìa. Rì ai bánh hà sân ai hà cú xoa mây phẹ rì gầm lọc gầm mống mề mái buồn mài miên tài phiệp sò sái nâng bà em là hai mờ khní bò bầy nà. Năm cờ, rìa xây làng cụ trọt đẹp, bỏ cóp kích cả với tay hỏi phòng một vinh dàng cóp bỏ xa, nơi khốn nông rung vông thường ngày ả tịch ti mô phây bàm buồn ní. Chỉ bê về lì lọ bòm phọt, nông cá thơ ở vầy mùi, tu chi ca nghi ai kết chốn, rư ca nghi cầm hồn, tay hỏi phòng một vinh chỉ ti cọc đào, chồng bố nẹ bỏ cóp bỏ bò xì chuẩn đồ vinh, bà lúc nẹ chọn bạc hàng thâm mây, rư plát bắt đầu ti cần lành lụa đố, cứ chia ở cá lọ bỏ bầy nà. Liếp lùi hồ chô đối trả thật. Cả thơ đầm nà từ tì chật tì chẳng ái chúp ta sẽ kết đây sọc xềm sàn tiền bề tớ nâng trở lóc một vình. Rì ai xóm bó nập hiệp sài hà cú xoa mây phẻ dìa cầm lóc cầm mống miên tài phiệp sọ sài nâng dô chật khá nia bò bầy nà. Chân năm chờ lờ đuông rì xây rồi bò lộn nẹ làng cú bút trọt đẹp miên chốt miên chày miên sẽ rây xùa sẽ đây bò vó mà hà bò xà. Hai đầm nà chỉ vết miền phiệp sọc đốc quốc bảo xa nà. Nơi khốn thang ngay à tịch ti mô phây bàm buồn ní. Bà lúc nè trong tùm nông ca nghi ở với cô chuộc chạy đài. Chùm nay nè bà cô bà bò rộc xì chuẩn đố miền ca tình châu lụa chân chùm nánh cọp đào. Rì ai xâm bó nà phiệp xa nè hạ bảo xây miền tài phiệp bà em là em xóa xrái nâng khí chiến nịch. Chân năm rộc ca ngờ hên lọ nà. Nơi khốn rộng vùng thang ngay à tịch ti mô phây bàm buôn khai vết chí kà nì. Lúc nẹ xâm bồ lùi trái hồ hì miền ngờ hên làng khlàng liếp thông chồ mốc chùm tư nẹ cả chân nàm ní chia một nút tiền tròn miền bà nhà trả ấn miền trọp xâm bắt mò hà xa bình mũi chỉ vật bò nòm liếp xâm nàng cư bò khiêu ca nghe tiền lái rì chùm ràn từ mốc đói rồi luôn. Chùm nay xâm bốn phiệp xa nài hà cú xoa mây phè rì gầm lọc gầm mông miền tài phiệp xò xài rọc nia chìn nịch. Chân nam chùn rìa xây làng cấp bùa trọt đẹp miền tài phiệp xò xài nâng xa nam nhận nhâm chìn nịch. Nơi khốn thang ngay à tịch ti mô phây bàm buồn ni. Bà lúc nẹ chọn thua ca với rồi mênh hoạch phai ca tọp mô vinh giang cốp bà xà bà chì nẹ bà cốp bà bò rọc xì chuẩn đồ vinh tu chân thua chùm nguồn tì chật tì chân ngái miền ca lùn lo từ mốc chìn nịch. Ai phó gom rai tiết sáu cô chô mô giang krak krai khua chi tí cọc đào. Cả thua đầm nà từ tì chật tì chân ngái chúp ta sẽ kết đây sọc xem sàn tiền bề tớ nâng trở lóc một vinh. Trong bố xong bó nập hiệp sân ai hạp bảo sấy miên tài ca vô chật khá ní lọ nà.
ឆ្នាំអាសាញ់លៀបធំទាំងពួងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងើហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតីទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះតាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យលុយធំចូលមកហូរហៀរពេញដៃនិងជោគជ័យគ្រប់ការងារល្អប្រសើរ